Bây giờ thằng Công Toàn mới thằng Qua Ta thằng nào thắng không? Ông xem với ông nhận định thằng nào thắng. Đoán thằng nào để nó bắt một kèo. Thằng tao cho thằng Gốc Đan. Còn người cho thằng Qua Ta sẽ thắng. Gì nó cũng thắng. Nó chủ nhà. Nó chủ nhà, kiểu gì nó chả được ưu ái. Mà nó đáng là thiên thời địa lựa lợi nhân hòa là đấy hết rồi. Thằng Gốc Đan đấy nó có hai là mấy thằng tiền đạo đã tốt. Thằng Tông Phùng có một đấy là hôm qua mới ra có đưa ra nó lại kết hợp lắm đang rất là tiền đạo số 10 đang đá ở cái bài bóng cái câu lạc bộ Linh của Pháp đây với Hàn Quốc như là gì cái gì cơ mà mang hết nhùng nhằng tao không xem nữa may mà tao không xem tao mà điên tao bật cho mày đá suốt đêm với mày chết cha mày không mày không đang chỉ đặt về đây cũng sợ mất hết đâu mà bỏ ai ăn mình cầm cái ai ăn cần đi ông tây cần đi ạ. Dễ cây uống nước nguồn miền Bắc. Hạt cơ ly mà phụ huynh nó cho. Vâng. Này, ăn nó cứ cây cơ ly à? Mùi sữa sữa không bỏ chưa? Bóc rồi. Ông bóc bỏ cứng là bác đám này chứ. Bác, đây. À, đúng rồi. Tốt nó trắng à, bỏ trắng ra. Ra một cái là được. Mình rang ấy là đây cái này chắc được bỏ cái nào là đây nó không trắng này nó vẫn đen được. Mình mang về không đấy. Mẹ mẹ mày tập nhá. Mẹ mày tập thì xin một cái túi bóng cho mang về mà ăn thử. Mùi nó sữa sữa đúng không? Cầm này là ấy là cho vào dẫm dẫm này nó cũng trượt đấy. Thế mà chống lão hóa mà những giờ đất thì phụ huynh cho. Đấy. Nhiều tác dụng. Nhiều lắm. Ừ. Cho vào cái túi trong thì ngồi xuống bông dây dây lúc nó nhưng mà thực ra là ăn mình ăn như thế này xong rồi khó ăn mà cứ tốt được mà khó bóc lắm. Bây giờ mình về ra mình về mình bóc được ngay ngay mình cũng bóc được. Biết rồi. Mình phải ra mình ủ như lạc ấy. Xong rồi là mình mang về xong rồi là mình ngồi nhâm nhi ăn mình đâu đâu. Tính như ta nói rồi ở trong Tây Nguyên. Ok cơ nia ra nó bóc được nó phải cạo ra. Nó phải ủ như lạc ấy. Khó cơ mình lại không ủ được. Vẫn ngon. Ăn vẫn ngon mà. Nó ngồi nó sữa sữa đúng không? Thế chị ăn để chị khen bóc cho chị bóc quen. Chị chức năng. Còn chức năng không được. Theo fact her fashion đồ food thực phẩm chức năng. Ờ à, thực phẩm với sức khỏe. Bảo nếu thế nó chỉ là thực phẩm chức năng đấy mà. Thuốc. Để nó thì nếu mới là phòng. Uống hàng ngày. Tức là phòng rồi. Trang đọc được không? Trang thử đọc xem nào, xem nó là cái gì. Lăng đưa ông vào cái. Ăn mùi.